Tụi em ra quán trước. Rồi, tụi anh đi với đồng nghiệp. Em cứ để phần cơm cho anh nhé. Dạ vâng. Bố sắp về à mẹ? Bố về trễ đó con. Không muốn bố về ăn cơm với tụi con. Mình để phần cho bố nha mẹ. Hai anh em giỏi quá. Rót nước mắm là phải để anh chứ. Bố về rồi. Jinsu cá cơm biển Đông hiểu rằng hôm nay nếu có thể hãy chọn về nhà ăn cơm, tuổi thơ của các con sẽ thêm đẹp đẽ, hạnh phúc. Bố cũng muốn về nhà ăn cơm. Nước mắm Jinsu cá cơm biển Đông đậm đà son sắc như tình yêu vợ chồng. Jinsu Food.